vụ giải cứu bà chủ tiệm cầm đồ ở Hà Nội, đặt máy điện ngăn cản công an. Ngày 8 tháng 6, Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bà chủ tiệm cầm đồ ở số nhà 48 đường Thụy Phương, thuộc địa bàn phường Đông Ngạc bất ngờ bị một nam thanh niên gây thương tích, giữ làm con tin hàng giờ đồng hồ trong nhà. Danh tính nam thanh niên được xác định là Bùi Văn Chức, sinh năm 1992, trú tại xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút tối 7 tháng 6, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo có đối tượng xông vào tiệm cầm đồ, dùng dao gây thương tích cho bà chủ, khống chế nạn nhân rồi cố thủ bên trong. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, lên phương án giải cứu con tin, bắt giữ đối tượng này. Một chiến sĩ công an thuộc lực lượng giải cứu cho biết, ở thời điểm đó, sau khi gây án, nam thanh niên đã kéo nạn nhân lên tầng 2, đồng thời chốt chặn cửa ra vào. Đáng chú ý, đối tượng đã đặt chiếc bẫy điện trong phòng nhằm ngăn cản lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Đối tượng đã đổ nước ra nền nhà, tắt đèn bên trong rồi dòng dây điện hở xuống đất. Chỉ cần sơ ý khi tiếp cận phía trong ngôi nhà sẽ bị điện giật gây nguy hiểm, chiến sĩ này cho hay. Sau hơn một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế được nam thanh niên và giải cứu bà Y chủ tiệm cầm đồ thành công. Trong quá trình giằng co, bà Y bị Bùi Văn Chức gây thương tích tại vùng tay và ngực nên nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để điều trị. Được biết, trước thời điểm gây án, Bùi Văn Chức đã mang một chiếc xe máy đến cửa hàng này để cầm cố. Trong quá trình lấy lại xe, Chức bất ngờ tấn công bà Y, rồi bỏ chạy nhưng không thành công. Nguyễn Trường, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.